Gặp đương kim vô địch Mỹ ở trận ra quân World Cup 2023 là thử thách cực đại với đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Mỹ là thế lực hàng đầu của bóng đá nữ thế giới với 4 lần đăng quang tại World Cup, trong đó có 2 giải đấu gần nhất, 2015-2019. Tại World Cup 2023, dù lực lượng đội tuyển nữ Mỹ có tới 14 cầu thủ mới lần đầu bước đến sân chơi thế giới, nhưng thầy trò huấn luyện viên Vlatko Adonovsky vẫn được đánh giá rất cao. Tiền đạo huỳnh như của đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua hành trình khó khăn để đến đây. Chúng tôi luôn cảm thấy tự hào khi được đại diện cho Việt Nam ở sân chơi tầm cỡ, nên sẽ cố gắng thi đấu hết sức ở trận ra quân để mang hình ảnh và con người Việt Nam ra với quốc tế. Hy vọng đây cũng sẽ là nguồn cảm hứng cho bóng đá nữ Việt Nam phát triển trong tương lai. Để đến được World Cup, bóng đá nữ Việt Nam đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Chúng tôi vẫn chưa phát triển được so với thế giới, nhưng các cầu thủ luôn có tinh thần tập thể. Mong rằng sau World Cup 2023, bóng đá nữ Việt Nam sẽ truyền cảm hứng cho lớp trẻ theo đuổi đam mê. Nếu có đam mê, chúng ta sẽ đạt được ước mơ. Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ đối đầu Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha ở bảng E World Cup 2023. Trong đó, Mỹ là đương kim vô địch, từng thắng một đại diện Đông Nam Á, Thái Lan, với tỷ số 13-0 ở kỳ World Cup gần nhất. Đội tuyển nữ Hà Lan và Bồ Đào Nha cũng là những đội bóng hàng đầu thế giới. Dù cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam không cao, nhưng Huỳnh Như vẫn tin rằng trong bóng đá, không có gì là không thể. Trong bóng đá không nói trước được điều gì, luôn có những bất ngờ, dù là bóng đá nam hay nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam không nghĩ sẽ thắng, nhưng hứa sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất, đội trưởng Huỳnh Như nhấn mạnh.